có cặp dép BA 750. Đây em còn một cặp này thanh lý luôn nha. Giá của nó 800.000. Hai cái họng luôn. Đây. 800.000. Đó, một cái chép BA. Đó, 7.750 nha, nặng có 5 kg nha. Cả họng luôn nha. Họng này gắn vô vỏ full được nha. Đây. Chỉ còn một cặp thôi, thanh lý 800. Đó, anh ta liên hệ số điện thoại nha. Trong tay thì mất á. Đây, cục chép này nặng á, 5 kg luôn. Bự bằng bàn tay. Nè. 800. Còn một cặp duy nhất thanh lý luôn, giá rẻ không?